Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Thì hôm nay tiếp tục giao lưu với bà con một lô bonsai nha bà con. Thì đầu clip nay em có một cây linh sam khá là to ha. Thì linh sam nguyệt quế chiếu thủy ha, sam 86 ở cần thăng bông trang, một phôi vú sữa cực đẹp nha, và một cây gừa bông nha bà con. Thì bà con liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212 nha. Đó thì bà con kết bạn Zalo để mình có những cái hình ảnh chi tiết nhất để mình chốt cây. Rồi lại quay đi. Đầu tiên là mã số C1 nha bà con, một cây sam song hình cực kỳ già lớn nha, cây này rất là lớn nha bà con, phơm tàn ấm mịn to nha. Ở cây này thì cốt cành nuôi rất là lâu rồi, những cái cốt chủ nó giờ buông dây xả kẽm hết, nó định hình hết rồi đó. Thì cây này cái phơm nó to, rất là to ha. Đó, quay đó. Đây bà con mình xem kỹ ha, cốt cành từ cái phơm rất là to luôn. Cái này thì đi thì em sẽ bó bầu cho đi nha bà con, cái chậu này đi không được nha. Đó, cái này thì cái giá trị nó hơi cao một chút, em quay kỹ kỹ cho bà con mình xem. Đây, bà con mình xem cái dàn xương này ha. Đó, dàn xương của nó nè, rất là to luôn, từ tay cái tới chân cái nha bà con. Đó, tay cái tới chân cái ha. Đó, to rất là to, cái này phơm tán đa thiên nhiên nha bà con. Đó, cây này cây phơm tán đa thiên nhiên, cực đẹp luôn. Đây, đây cái gốc đây, cái mặt tiền cây ha, gốc rất đẹp luôn, đế đều nha bà con, cây này cực kỳ già rồi nha. Ở dòng linh sam song hình cây gin nha, cây này rất là già cây rồi. Rồi em sẽ báo cái thông số cho bà con mình nè ha. Thì cây có chiều cao là 64, chiều dài tán là 119 nha bà con, tán ngang nó khoảng 99 rồi. Ở cái hoành là 42 nha, ở hoành đây là 42 nha bà con, ở hoành rất là to luôn. Thì cây này nó liền lạc nữa ha, không có bị mục hư nha. Ở tổng hoành đế là 120, cây này tổng hoành đế là 120. Đây, cây này vàng đế cực kỳ đẹp luôn nha. À, bà con mình xem ha. À, thì những cái cốt cành của nó chủ đó, có thể bằng chân cái có nha bà con, lớn hơn chân cái cũng có nha. Đó, cốt cành chủ ha. Rồi em quay lại cái dàn phơm nữa, các em báo giá cho mình luôn nha. Đây, dàn phơm thì không chê luôn ha, to rất là to luôn cây này. Thì cái này em giao lưu bà con có giá là 15 triệu em bao ship toàn quốc nha, mã số C1 nha bà con, 15 triệu em bao ship toàn quốc nha. Một cây sam gin cực kỳ đẹp nha. Ở cái này thì mình vô cái chậu, đúng chậu nó là cây lên, rất là lên nè, nâng cây lắm nha. Mã số C1 nha bà con. Rồi mã tiếp theo mã C2 nha bà con, là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Cây này đang lên bông cực kỳ nhiều nha, phơm tàn thì ấm mịn, cốt cành to. Đó bà con mình, để em quay cái dàn bông cho bà con mình xem ha. Đây, bông chùm 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 nha. À, cái này khoảng 3 bữa nữa là nó trắng cây nha bà con. Ở gần gần đây mình chơi bông được hơi xa có thể nó rụng ha. Thì nó rụng đợt này bà con về cun tỉa cho em. Cun tỉa bắt đầu bỏ nó héo héo rồi vài bữa ha. Vô nước vô phân lại là lên mịt trời là bông gì luôn nha. Dòng này rất dễ để bông nha. Đây, bông chùm lên full bông luôn, đợt nào cũng có bông chùm chân nha. Đó. Cây này to nha bà con. Cây này có cái rộng rất là đẹp ha, rất là duyên cây. Đó. Rồi mình đo thông số đi. Chiều cao là 100 nha bà con, tán ngang là 94 nha, hoành là nhiêu? Hoành là 21 nha. Tổng hoành đế ha, tổng hoành đế là 90 đi. Đó, đây thì cây cốt cành to, phơm tàn thì đã ấm hết rồi. Cây này cốt chủ to rất là to nha bà con. Đó thì em quay cái dàn cốt ở trên cho bà con mình xem ha. Đó, dàn thân chỗ này nó có bị lũa tí ha. Đó, cái đầu mà cắt ha. À, thì ở đây tí xíu nữa nha bà con, lưu ý giúp em, cái này giá rất hữu nghị cho mình luôn, chỉ 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. Cây rất là già cây nha. À, cực kỳ già, tông cao, phơm nón đã lá nha bà con, rất đẹp nha. Cây đang lên hoa cực kỳ nhiều hoa luôn. Mã số C2 nha bà con, 1 triệu em bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo mã C3. C3 là một cây chiếu thủy trung nu, phơm tàn cực kỳ mịn đẹp nha bà con. Đây bà con nhìn dàn phơm đó đây. À, rất đẹp luôn. Cây này thì cốt cành to, phơm tàn ấm mịn rồi nha. Ở cái này thì cái máy cốt chủ thì cũng xả dây ra ha, chỉ còn điện một ít ở ngoài ha, cốt nó khoảng tay út tay cái mà nha. Cây rất đẹp luôn, cây trực lắc lung lực nha. Thì cây này á, tàn nó mịn rồi, về chỉ ép chậu mình chơi thôi bà con. Đây bà con mình xem đây, cây lùng lực dáng trực lắc ha. Cốt cành to, rất là to luôn. Rồi đo thông số đi. Chiều cao là 26. Chiều cao là 26, tổng cái chiều dài tán 42. Tổng chiều dài tán là 42 nha bà con. Hoành là 17 nha. Hoành cũ ở dưới khoảng 20 mấy nha bà con. Khoảng 23, 24 nha.
Đó, thì bà con mình xem kỹ ha. Đây, cây này thì nó có lên hoa lai gai rồi nha. Đó, đó cái dàn xương nó dưới đây ha. Đó, cây này thì em giao lưu bà con có giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi nha. Đó, cái chậu này thì không có ship được nha bà con, 1 triệu ha. Cây này thì rất là đẹp nha bà con. Đó, 1 triệu bao ship toàn quốc, mã số C3. Rồi, tiếp theo mã C4. C4 cũng là một cây trung nu ha, cây tông cao, cốt cành to, phơm tàn cực kỳ đẹp luôn. Những cây này mình đem vô mình ép những cái chậu oval đó, mỏng mỏng tí ha. À, ghép ở dưới một số tiểu cảnh gọn gọn ở dưới ha, cực kỳ đẹp luôn nha bà con. Đó, thì cây này đang lên đọt rất đẹp luôn. Cái đọt này có một số đọt nó sẽ ngậm hoa rồi nha. Nó sẽ lên hoa một số nha bà con. À, rồi, đo thông số đây. Chiều cao là 30. Chiều cao khoảng 32 nha bà con. Chiều dài tán là 46 nha. Cây này làm rất chi tiết và đẹp nha. Hoành 16 nha. Hoành sát đế dưới là khoảng 21 ha. Hoành dưới 21 nha bà con. Hoành đế nữa ha. Mình đâu hoành đế là khoảng 24, 25 ha. Thì cái dàn đế cây này á, nó đều nha. Nó đều rất là đẹp nha bà con. Đây. Đây, nó bệt ra trơn nha. Ở đây nó có rễ kéo lại gai ha. Đó. Đó, cây này đế cũng đẹp, cũng nở nha. Đây, những cái mặt cắt đế nó kéo rất là mạnh luôn. Đây, dàn phơm xương đây. Mặt cắt thì nó kéo hết rồi nha bà con. Đó, dàn xương cây này làm rất là chi tiết đẹp nha. Cây dáng thiên nhiên nha. Đó, cây dáng thiên nhiên cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì em giao lưu bà con giá cũng là 1 triệu em bao ship, em bó bầu cho đây nha. Đó, 1 triệu em bao ship toàn quốc. Cây này rất là to nha bà con. Ở mã số C4 ha. Lô này form cực kỳ đẹp nha. Rồi, tiếp theo C5 là một cây trung nu cực kỳ đẹp nha bà con. Ở em xuống cái lá đó ha, đưa cái dàn xương cây cho con mình xem ha. Thấy được những cái dàn xương cốt cành lớn của cây. Cây này nuôi rất lâu rồi ha. Thì những cái mặt cắt nó kéo rất là mạnh luôn. Ở thì lưu ý dùm, cái cây này em đã ép chậu ha. Về bà con mình có thể là thêm giá thể thêm nha. Trồng thêm giá thể, cát hoặc là sơ dừa mình trộn lại ha. Mình trồng thêm. Ở cái mình trước khi trồng thì mình ngâm vô khoảng M3N á. Mình pha với nước mình ngâm vô khoảng 10 phút, 15 phút đó. Rồi đem vô mình trồng với giá thể. Cây cực kỳ nhanh lên tược ha. À, nó nhanh lên tược rất là mau luôn. Rồi, thông số cây đi cơ. Cao. Cao là 20. Tán ngang là 34 nha. Hoành 15 nha bà con. Hoành đế là 20 nha. Hoành đế này trên 20 nha bà con. Đây thì mặt cắt của cây ha, nó còn chút xíu vậy ha. Đó, cái này thì mình nuôi mặt cắt thì cũng mau kéo đây. Cốt cành nó lớn hơn tay út, tay giữa em hết nha. Đó, cái thân cây lớn mà cái cốt bé lớn nuôi rất là lâu mới được nha. Thì những cái mà dây kẽm thì không còn bao nhiêu nữa ha. Chỉ còn một số dây chằng nó gịch qua kéo lại thôi nha bà con. Để cho cái cây của mình nó được đều đặn hơn ha. Thử một thời gian nó giữ cái nếp thì bà con gỡ ra. Đó, thì phơm xương cực kỳ dày mịn luôn. Đế thì đều đẹp luôn. Cái này em giao lưu bà con giá 800 bao ship toàn quốc nha. Mã số C5 nha bà con, 800 ngàn em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, đây tiếp tục cũng là một cây đẹp nha bà con. Mã C6. Cây này cốt to, rất là to luôn. Đó, thân thì hơi nhỏ hơn cái kia một tí, nhưng mà phơm cốt tàn cực kỳ đẹp nha. Ở những cây này, những cái nhà vườn khác có thể họ kêu 1 triệu ngoài một cây luôn nha bà con. Đó, thì cái này vườn nhà thì em kêu giá 800 cây ha. Đó, vừa xài nha bà con. Đó, rất là dễ chơi luôn. Ở dòng mini ha, cốt cành chuẩn nha. Rồi, mình đo thông số đây. Chiều cao là 20. Chiều dài tán là 32 nha. Hoành là 16. Hoành là 16 nha bà con. Hoành cũ là 22. Hoành ở đây nó cấn luôn mấy cái mục này mới 16, chứ ở trên đây nó khoảng 12, 13 thôi nha bà con. Đây bà con mình nhìn xem cái form nó đây. Ở nuôi mà được cái form gì ha. Thì cốt cành nó to gì ha. Ở rất là lâu ha. Đây, thân bay lớn mà cốt bay lớn nha bà con. Ở gần lớn hơn tay út em nhiều, rất là nhiều luôn ha. Đó, đây. Rất là chuẩn cây luôn. Đó bà con thấy cốt đùi cắt giật không nha. Ở thì cây này chỉ 800 ngàn nha bà con. 800 ngàn, giá rất là mềm luôn. Em bao ship cho mình toàn quốc nha. Mã số C6 nha bà con. C6 800 ngàn. À, rất là dễ chơi luôn. Rồi, tiếp theo mã C7 nha bà con. C7 là một cây bông giấy ha. Ở giấy Mỹ ghép giấy cẩm thạch nha. Ở bông rất đẹp luôn. Bông tím hồng nha bà con. Ở thì thân đế rất là quái luôn. Ở cái rễ này rất quái ha. Thì cây này nuôi cắt giật nha bà con. Cốt nó khoảng tay út em, lớn hơn rồi nha. Ở làm được cái form gọn gàng, mini, rất đẹp luôn. Cái này thì giao lưu bà con giá chỉ 500 ngàn. Ở, rồi mình đo thông số đi. Chiều cao là 39 nha. 30. Chiều dài tán là 20 nha. 30 nha, dài tán là 30.
ở cái hoành trên, ở trên, ở trên, ở trên, trên nữa, trên nữa, ờ trên đó đó. Hoành là 18, 17 nha bà con. Ờ, cái đế này thì hai cái cộng này nó cũng khoảng 20, 20 ngoài thôi. Thì cái này được cái cực già, không còn bể một gì nữa nha. Cái này giao luôn bà con giá 500, đó, em ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đó. Thì lưu ý giùm em, cây giấy nó đi nó rụng lá nha. Ở lưu ý là cây hoa giấy đi sẽ rụng lá, rụng hoa. Có khi nó trụi luôn nha bà con. Đó, tới nơi nó trụi luôn, đi xa một chút đó. Đó, rồi, đỡ cây. Rồi tiếp theo mã C8 là một cây linh sâm 86. Thì cái này cây dáng dân nhân rất là quái và đẹp luôn nha. Thì cái này giao lưu bà con giá là 400, bó bầu cho đi, em bao ship cho bà con mình toàn quốc. Cây đựng cái rất là già, cây này giá 400 thì rất là mềm nha bà con. Cây này được cái rất là già, cốt cành nó to, rất là to rồi. Đó, bữa hôm là hết dây nhưng mà em điệm lại đang giữ cái nếp đó ha, cho nó theo cái chiều ha, rất là đẹp luôn. Rồi đo chiều cao đi. Chiều cao là 45. Chiều cao là 45. Chiều dài tán là 40. Lâm luôn. Hoành dưới là 10 nha bà con. Ở chơi dưới khoảng 11, 12 ha. Ở dưới khoảng cái cũ nó khoảng 16, 17 nha. Ở thì cây này giá chỉ 400 nghìn thôi. Ở mình làm cái cây này về có thể ghép tiểu cảnh rất đẹp nha. Một cây dáng dân nhân nha bà con. À. Rồi, đỡ cây. Rồi, tiếp theo mã C9 nha bà con. C9 là một cây mà linh sam 86 luôn. Ở thì clip này được mấy cây ha. Phơm tàn thì rất là chi tiết, cốt cành to, không còn dây kẽm. Cái này hai thân nó đủ với nhau nha bà con, khá là đẹp ha, một góc lên hai thân. Cây này rất là nét nha. Ở thì cái này em ship luôn cái chậu nhựa này cho bà con ha, mã số C9. Rồi, đo thông số đi. Chiều cao là 33 nha. Chiều dài tán này là 58. Chiều dài tán là 58 nha. Ở dòng linh sam 86 bông chơi rất là mê nha bà con. Hoành một thân là 12 nha bà con. Tổng hoành hai thân là 31 ha. Rồi quay đi. Cái này á, thì khi đi có thể nó đỏ lá, nó rụng lá nha bà con. Lưu ý giùm em. Ở dòng này đỏ lá, rụng lá, nó rụng nhiều quá, nó chuỗi lá lả lên hoa nha. Thì mình để hoa nó cũng vậy. Mình để ngoài nắng, mình ít tưới nước hơn chút á, thì cây nó buồn buồn, lá nó sẽ đỏ gực lên. Ở khi mình khoảng 2-3 bữa thì lá nó rụng nhiều, mình tưới lại thì cây sẽ lên hoa rất là gộ cho mình nha. Dòng linh sam 86 rất dễ để hoa nha bà con. Ở mã số C9 nha, có giá là 600 ngàn, em bao ship toàn quốc, ship luôn chậu cho mình nha, chậu nhựa này cho mình nha, 600 ngàn, giá rất là dễ chơi nha bà con. Rồi tiếp theo mã C10 là một cây cần thăng quái, rất là đẹp luôn nha. Ở một cái củ cần thăng này rất quái nha bà con, phơm tàn thì ấm mịn cực kỳ đẹp luôn, à, rất là dày dặn nha. Ở cái củ thì khỏi chơi luôn nha bà con, à. Đây, cái củ nó đây, à, rất là đẹp luôn. À, nó nhỏ mà nó có nét, mà nó già, rất là già ha. Rồi, mình đo thông số đi. Chiều cao của cây. Chiều cao là 31. Chiều cao là 31, chiều dài tán là 30 nha bà con. Ở thì cái cũ đó, đó cái cũ thôi. Ở cái cũ nó là khoảng 20. Cũ 20 nha bà con. À, cũ này tròn vo ha, rất đẹp luôn. Thì cây này giao lưu bà con giá là 600, bao ship toàn quốc cho mình ha. À, 600, bao ship. Đó, mã số C10 nha bà con. Rồi tiếp theo mã C11. C11 là một cái combo hồng ngọc mai, hai góc lùng lực nha bà con. Ở cái này về mình chỉnh sửa lại cây chi cốt cành chuẩn được nha, cây bài để mình nuôi ha, là cây đẹp nha bà con. Đó thì hai cái rễ nó rất là già luôn, rất là già luôn, hai cái rễ rất là quái và già. Thì đã máy nước dây, hai nước dây nha bà con. Thì cái combo này em giao lưu bà con có giá chỉ 400 ngàn, 4 cây, em bao ship cho bà con mình còn quắc nha. Rồi mình đo thông số đi. Ở cái cây cao khoảng 22 thôi nha bà con. Ở thì cái gốc nó ngang cũng khoảng 20 đi. Thì hoành nó khoảng 9, 10, 11 ha. Hoành nhiêu? Hoành là 14. Mười mấy? Hoành đế luôn, gần đế luôn là 14 nha bà con. Hoành đế dưới là khoảng 22 nha. Ở hoành sát thân em tính 12 đi. Cái này trên 12. Còn cây nhỏ thì khoảng tay út thôi nha. Ở cao khoảng 20 ngoài nha. Thì một combo này thì em giao lưu với bà con có giá là 400. Ờ, rất là rẻ luôn ha. Nội hai cây lớn không cái nè cũng giá khoảng giá đó nha bà con. Ở hai cây lớn này cây rất là đẹp luôn. Ở cốt cành này nữa mình chừa lại rất là nhiều nha. Này có thể mình cuôn, mình tỉa, mình chơi phơm tròn đều thôi cũng đẹp nữa. Hoặc là làm chi tiết thì mình vô dây, mình định hình lại nha. Ở 400 ngàn combo 11, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 11 nha, C11. Rồi tiếp theo mã C12. Ở một cây linh sam 86 cực kỳ đẹp nha. À, gốc đế được có đầy đủ hết nha bà con. Ở phơm tàn thì khỏi chê luôn ha, rất là mịn và đẹp luôn, rất là nét, chuyên cây nha. Cây này thì giá chỉ là 400 ngàn thôi, em bao ship, em bó bầu cho đi nha bà con. Rồi đó, bà con nhìn thấy cái mặt tiền này rất đẹp nha. Chiều cao là
chiều cao là 32, tán ngang là 49 ha, cốt cành to rất to nha, 12 ngay vị trí đó ha, hoành cũ nó khoảng 19 nha. Thì cây này giao lưu bà con giá chỉ 400, em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn nha. À, cây dáng thế rất là đẹp, à, dáng bonsai, chuẩn bonsai luôn nha bà con. Đó, một cái cành rất dài, đẹp nha. Sam 86 nha bà con. Rồi, tiếp theo mã C13, C13 là một cây lê kima nha bà con. À, cây quả trứng gà ha. Thì cây cái đường thân nó lắc lượng rất là đẹp luôn. À, cốt cành cái này cũng to hết rồi. À, rồi, đó chiều cao đây. À, cây gốc đế đẹp nha bà con. Chiều cao là 96 ha. À, cây này gần có trái ha. Cây này thì 92. Tán ngang là 92. Cây này thì từng có trái nha bà con. À, nó già cây lắm rồi. Hoành là 15. Hoành là 15 nha. À, cái hoành cũ đó. 33. 32 nha. Thì cái đế được kéo ra rất là đẹp nha bà con. À, thì lưu ý em đây có một mặt cắt để đang bo lại rất là mạnh luôn. À, ta tạo dáng ha. Cây lê kima này, ở bà con mình nhìn xem đường thân đi, ở liền lạc lắc lượng rất là đẹp luôn. Ở có thể là những cái chi nhánh này á, mình không chơi thì mình có thể mình chơi nhánh hồi cũng được nha bà con. Ở trên đây trái mà đưa lủng lẳng xuống đây nhìn rất đẹp nha. Ở thì cây này em giao lưu bà con có giá là 1.500.000, em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi nha. 1.500.000, mã số 13 nha. Thì cây 13 này cũng là cuối clip nha. Cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.